Rồi chào các bạn, mình là Vũ Hoàng Phúc, tpforsa.com. Mình vẫn nhận được những câu hỏi của các bạn ở trên fanpage. Và đa phần những câu hỏi trong cái thời gian gần đây á, mình để ý là các bạn hay hỏi là cách ghép hiệu ứng làm sao cho nó nhanh nhất, ví dụ như là mưa, tuyết, bụi rồi bla bla kiểu thế. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta ghép những cái hiệu ứng như vậy trong Photoshop thật nhanh. Loanh quanh những cái 30 giây một cái hiệu ứng thôi. Ok, giờ thôi. Thôi, tuy nhiên nếu như là lần đầu em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, subscribe, nút đăng ký cho kênh của mình nhé, để ủng hộ thôi, kiểu thế. Rồi, thì để cho dễ thì hôm nay mình sẽ sử dụng stock của bạn Thắng Văn Cao ha. Mình sử dụng stock của bạn Thắng Văn Cao đấy, mình mở đại một cái hình. Ở đây ví dụ như là một cái hình các bạn muốn ghép những cái hiệu ứng như kiểu mưa, hay là tuyết, hay là bụi, hay là sương mù, kiểu như thế. Ở đây stock này thì khá là đẹp rồi, nên mình sẽ sử dụng cái màu số 23. Đây, màu số 23 mới update gần đây của bộ Deluxe, là những cái bộ mà mình bán ở trên website của mình đó, các bạn có thể lên nó tham khảo thử. Đó, thì có thể là mình sẽ làm giảm ánh sáng ở đây chút xíu ở phần này. Đó, giảm chút xíu đi. Ok, vậy khá là ổn rồi. Đó. Đó, đơn giản vậy thôi. Đây là trước trước sau này. Đó, da cũng hồng hào lên phết. Rồi, ok. Thì đây mình sẽ thêm một số hiệu ứng cho các bạn để cho dễ ha. Cách thêm rất là nhanh thôi, bằng cách chúng ta sử dụng cái một gọi là một tính năng đó là screen, blending option screen ở trong Photoshop. Cách làm như sau, ví dụ như là các bạn cần dùng những cái hiệu ứng thì chúng ta sẽ tìm những cái tên hiệu ứng đó ở trong tiếng Anh kèm thêm cái chữ là texture. Đấy, ví dụ như là ở đây mình đang muốn chèn cái flare đi, flare là cái kiểu ánh sáng chèn vô đó, ví dụ như là flare đó, thì các bạn sẽ thêm chữ texture. Ở đây thì mình sẽ có rất là nhiều hiệu ứng khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ để cái bảng đó. Đây đây là cái một số cái hiệu ứng mà các bạn có thể tìm, như là bụi này thì nó sẽ là dust, khói thì nó sẽ là smoke hoặc là fire hoặc là kiểu thế, rồi mưa, rồi rain, rồi snow, tuyết kiểu thế. Đó thì anh em có thể search thêm những cái này các bạn tìm. Thì cái cách của chúng ta đó là khi các bạn tìm, nhấn Enter, chúng ta tìm ở trong image.google.com á, các bạn tìm theo phần hình ảnh á, thì các bạn sẽ tìm những cái hình nó có nền màu đen ha, nền màu đen, và cái hiệu ứng của chúng ta màu gì cũng được. Chúng ta sẽ có hai bằng một số bước, đó là tải hình này về, chèn Photoshop, đổi qua blending mode là screen, sau đó chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh lại chút xíu thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Ví dụ như là đây mình sẽ lấy cái này đi, đây như cái này mình thấy kích thước khá lớn, đây là 1280 x 720, khá là ok. Các bạn có thể tìm với cái kích thước lớn hơn bằng cách là vào phần công cụ này, chọn kích thước, các bạn chọn lớn. Tuy nhiên nếu như ở đây thì đa số những cái hiệu ứng ở đây thì có thể nó sẽ có những cái watermark, có nghĩa là những cái logo kiểu như này này thì nó hơi khó xài. Cho nên các bạn sẽ tìm những cái nào mà nó không có watermark nhá. Ví dụ như thế này này, đó là không có watermark. Rồi ví dụ như là các bạn cũng tìm một số hiệu ứng khác, ví dụ như là hiệu ứng cổ xưa đi, vintage, vintage texture đó, ví dụ như thế này đi, đó các bạn có thể tìm. Đây ví dụ như là cái này nè, đó hiệu ứng giống kiểu như là cái xước xước của cái bộ phim hồi xưa cả đó. Rồi ví dụ như là hồi nãy là mình đã tải cái lens flare về rồi, thì bây giờ mình có thể quay, mình copy hình thôi, sau đó bây giờ mình sẽ quay trở lại Photoshop này. Mình cần giãn này rồi chứ. Đó đủ chỗ rồi, ở đây mình chúng ta chỉ việc vào edit và chọn paste thôi. Đâu rồi, edit này, edit, chọn paste hoặc là control V đó. Rồi, mặc định thì thường những cái hình mà chúng ta chụp hình gốc á thì nó khá là lớn, còn hình chúng ta lượm trên mạng về nó nhỏ nhỏ thôi. Thì ở đây anh em sẽ cần phải điều chỉnh kích thước lại chút xíu. Thì các bạn sẽ vào edit, chọn free transform đó, free transform hoặc là bấm control T thì nó sẽ ra. Thì ở đây các bạn có thể tăng giảm kích thước này. Đó, ví dụ thế, hoặc là thay đổi góc là các bạn đưa chuột ra ngoài thôi. Các bạn có thể thay đổi cái góc này được. Đó, ví dụ mình hơi muốn nó hơi ngang ngang như này là ok. Sau các bạn sẽ vào cái blending mode này, các bạn chọn là screen. Screen ở đây có nghĩa là tất cả những cái mảng màu tối nó làm cho cái hình nó lọc cái hình mà mình đang thao tác đó so với lại cái hình ở dưới. Cái nào có thể làm sáng hình hơn thì nó sẽ giữ lại, còn cái nào không thể làm sáng được, ở đây là màu đen, nó sẽ bỏ đi ha. Và chúng ta còn lại là cái flare của chúng ta là như thế này. Đó thì các bạn có thể di chuyển chuột đưa vào vị trí nào đó các bạn muốn. Ví dụ mình muốn để ở đây chẳng hạn vậy, đó nó có một cái flare nhẹ đây. Ở đây các bạn có thể thấy nó hơi có một cái đường biên, thì chúng ta có thể tăng kích thước lên để cho nó vượt ra cái đường biên đó. Thế thì nó sẽ ok hơn. Rồi, cái thứ hai,
Để cho nó dễ hơn, ví dụ như là các bạn cảm thấy đưa tới đây rồi là đẹp rồi, ví dụ ở đây là đẹp rồi, nhưng mà ở đây nó có một cái đường biên của cái hình, có nghĩa là cái hình này nó không có gọn gàng lắm, thì chúng ta sẽ cần phải xóa bớt đi. Thì các bạn sẽ click vào trong cái layer mask ở ngay đây, click vào add layer mask, nó sẽ ra cái layer mask này. Hoặc là các bạn sẽ vào, đâu rồi, mình bấm rồi bấm chuột phải, các bạn sẽ không thấy cái mask ở đây, mà các bạn sẽ vào layer, layer mask, đây layer mask, và chọn review all thì nó sẽ ra, nó cũng sẽ tạo cái layer mask cho chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ có một layer mask màu trắng như thế này. Thì đây các bạn sẽ sử dụng cái brush màu đen ha, brush màu đen này, đó màu đen, click chuột phải chọn hardness là 0%, kích thước size thì tùy ý, như đây hình hơi lớn mình để size lớn chút xíu, và các bạn sẽ bôi vào cái đầy flow 100% luôn, phải cần phải tăng giảm gì đó, bôi bớt đi thì chúng ta sẽ có cái hình như thế này. Ở đây các bạn sẽ sử dụng cái move tool để chúng ta thay đổi vị trí thôi. Đó, ví dụ như mình cảm thấy để ở đây khá là hay, ok chưa? Rồi ví dụ như là mình muốn thêm cái hiệu ứng mới, ví dụ như là mình muốn hiệu ứng cổ xưa đi chẳng hạn vậy, mình sẽ đặt tên, ví dụ thay vì vintage mình có thể là old film, đó, phim cũ kiểu thế, thì nó sẽ cũng ra. Ở đây thì mình có thể mình không cần phải chọn kích thước lớn, bởi vì kích thước lớn thì thường là nó có hình lớn nhất á, nó hay có mấy cái watermark mình không thích. Mình cần những cái hình mà vừa vừa thôi, cũng không gọi là có hiệu ứng là được rồi, ví dụ như là trung bình thôi chẳng hạn vậy, kiểu thế. Thì đây mình tìm những cái hình nó vừa đủ thôi, không cần phải gọi là lớn quá hay là như nào, thôi kệ, mình sẽ cái lọc lớn đi, bởi vì ở đây toàn thấy mấy cái nhỏ nhỏ mà nó không có được đẹp lắm. Tự nhiên rồi, đồ free thì nó chỉ có vậy thôi, chứ còn đồ free mà đời ngon nó cũng hơi khó, thì cái đó anh em cố gắng tìm vậy. Nhưng mình đang cố gắng tìm đây, mình đang làm tốt cần nhanh đây, và mình vẫn còn phải tìm. Thì tất nhiên rồi, đồ free không có ai cho không cái gì cả. Thì mình nghĩ quay lại với cái hình như hồi nãy, đâu rồi, cái này không đẹp lắm. Ok thôi được rồi, mình để trung bình thôi. Mình sẽ tìm một cái hình, ví dụ như cái này nhìn được nhỉ. Ok, cái này chắc nhìn cũng được đấy. Mình sẽ copy này luôn, click chuột phải cho copy image. Hình nó hơi nhỏ chút xíu đó. Ctrl T phóng to lên. Đó, phóng to lên. Rồi. Và mình cũng sẽ để xa qua screen. Đó, thì nó sẽ có cái hướng hơi kiểu như thế. Thì các bạn có thể thay đổi vị trí lật ngang nè, lật dọc nè. Đó, miễn làm sao các bạn cho nó vào vị trí mà các bạn cảm thấy ok nhất thôi. Đó, mình cũng sẽ tạo cái layer mask ở đây, sử dụng một cái brush ở phần đây và click vào người để cho nó không có bị gọi là lấn vào người. Đó, cộng thêm một chút kiểu như là hiệu ứng màu sắc nữa thì nó sẽ ra. Còn đây mình đang để là màu trong trẻo cho nên là làm cái hiệu ứng vintage thì nhìn nó hơi kỳ cho nên là có thể là về cái lens flare này thôi là nhìn nó khá là trong trẻo. Rồi ví dụ như là các bạn cần thêm một số cái nữa như là bokeh chẳng hạn vậy thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Rồi, tuy nhiên ở đây nó sẽ có thêm một cái vấn đề nữa, đó là về phần màu sắc ha. Màu sắc thì chúng ta sẽ cần chỉnh lại chút xíu. Ví dụ như là các bạn đang cảm thấy cái màu, ví dụ như là cái bokeh màu đỏ đi, khớp vào đây thì nó đâu có hợp đâu, bởi vì chúng ta đang là màu xanh lá cây đúng không? Thì các bạn sẽ muốn đổi màu. Đổi màu bằng cách như sau. Các bạn sẽ chuyển nó về screen trước này. Đó, các bạn sẽ thấy một số cái flare màu đỏ này ha. Bây giờ mình muốn chuyển nó sang màu xanh để cho nó khớp với cái người này, hoặc chí ít nó cũng cần phải là màu vàng. Thì các bạn sẽ vào chọn ngay cái layer đó giúp mình nhé. Các bạn sẽ vào Image Adjustment và chọn là Hue Saturation. Đó. Rồi ở đây các bạn có thể kéo thanh hue sang cái màu nào đó các bạn muốn ha. Cứ kéo thôi, khi nào các bạn cảm thấy nó ok nhất có thể. Như ở đây mình chuyển nó sang hơi màu vàng. Đó, saturation mình giảm xuống xíu và lightness mình không tăng giảm gì cả, mình đang muốn cho nó ok nhất có thể. Và mình click ok. Đó, thì bây giờ nó vừa hồi lúc đầu nó là màu đỏ, bây giờ nó chuyển sang hơi kiểu màu vàng với lại màu xanh lá cây vậy đó, thì nó sẽ hợp với cái hình như vậy hơn. Đó, thì cái cách chúng ta làm ghép cái hiệu ứng nó đơn giản như vậy thôi. Mình hy vọng là tất cả anh em, kể cả các bạn newbie, thì chúng ta cũng có thể làm được theo cách này. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả, bởi vì thực tế với những cái hình mà mình chụp, mình chỉnh cho khách á, chụp cưới chẳng hạn vậy, ví dụ những cái lens flare thì mình sử dụng rất là thường xuyên. Đó là toàn bộ video này. Nếu như các bạn thích video này, hãy kéo xuống xin nhấn nút subscribe, đăng ký. Và ở phía mình không biết góc nào đó, thì nó sẽ có những cái video khác của mình, anh em có thể click vô để chúng ta tham khảo những video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.